Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả các con, chúng ta cùng nhau đến với bài luyện tập trung sách giáo khoa toán 5 trang 123, bài số 1. Một hình lập phương có cạnh là 2,5 cm. Diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó là bao nhiêu? Để tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương thì ở đây cô sẽ đi nhắc lại cho các bạn thế nào là diện tích toàn phần của một hình lập phương nhé. Hình lập phương có cạnh là A. Có cạnh là A. Thế thì diện tích một mặt, diện tích một mặt của hình lập phương khi đó sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng cạnh nhân với cạnh, đúng không? Hình lập phương là một hình gồm có 6 mặt tạo thành nhau. 6 mặt đấy là 6 hình vuông bằng nhau. Nên diện tích một mặt chính là diện tích của một hình vuông có cạnh là A. Diện tích hình vuông có cạnh là A chính bằng A nhân A. Tiếp đến diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần của hình lập phương chính là diện tích của 6 mặt hình lập phương. Diện tích một mặt là A nhân A, thì diện tích toàn phần chính bằng 6 nhân A nhân A, đúng không? Hoặc là bằng A nhân A rồi nhân với 6. Các con viết thứ tự như thế nào cũng như nhau nhé. Tiếp cuối cùng là thể tích. Thể tích của hình lập phương vừa bài hôm trước chúng ta học xong. Thể tích của hình lập phương chính là V, sẽ bằng độ dài cạnh nhân độ dài cạnh nhân độ dài cạnh. Đó. Và từ đây cô sẽ đi tính theo các yêu cầu của bài toán này. Một hình lập phương có cạnh là 2,5 cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó. Bài giải, chúng ta chỉ cần thay số vào công thức, đúng không? Lời giải đầu tiên, diện tích một mặt của hình lập phương là diện tích một mặt của hình lập phương là 2,5 là độ dài một cạnh, nhân với chính cạnh là 2,5. 2,5 nhân 2,5, cô nháp ra này, 2,5 nhân 2,5. 5 nhân 5 25, viết 5 nhớ 2. 5 nhân 2 là 10, nhớ 2 là 12, cô viết 12. 2 nhân 5 là 10, viết 0 nhớ 1. 2 nhân 2 là 4, nhớ 1 là 5. Cộng vào này, 5 2 6, đúng không? Dấu phẩy vào đây. 6,25. Đơn vị là cm vuông. Đơn vị của cạnh là cm thì đơn vị diện tích tương ứng sẽ là cm vuông. Tiếp theo, tính diện tích toàn phần của hình lập phương. Diện tích toàn phần của hình lập phương là ta lấy diện tích một mặt nhân 6, đúng không? Diện tích một mặt là 6,25. Ta nhân 6 lần lên. Đấy. Hoặc con nào thích viết là 2,5 nhân 2,5 nhân 6 cũng như vậy nhá, cách nào viết cũng như nhau. 6,25 cô nhân với 6 này. 6 nhân 5 30, viết 0 nhớ 3. 6 nhân 2 là 12, nhớ 3 là 15, viết 5 nhớ 1. 6 x 6 36, nhớ 1 là 37. Chưa? Dấu phẩy ở đây. 37,50 hay viết là 37,5 cm. Và cuối cùng là thể tích của hình lập phương. Thể tích của hình lập phương là cô lấy cạnh, ta nhân với cạnh,
rồi ta lại nhân với cạnh, đúng không? Theo đúng công thức cô lắp vào. 2,5 nhân 2,5 nhân 2,5. 2,5 nhân 2,5 là bằng 6,25. Ta nhân tiếp với 2,5 nữa. Cô đặt cổ tính ra 6,25 nhân tiếp với 2,5 nữa. 5 nhân 5 25, viết 5 nhớ 2. 5 nhân 2 là 10, nhớ 2 là 12. Viết 2 nhớ 1. 5 nhân 6 30, nhớ 1 là 31. Tiếp 2 nhân 5 là 10, viết 0 nhớ 1. 2 nhân 2 là 4, nhớ 1 là 5. 2 nhân 6 12, viết 12. Cộng 5 2 6 5 1. Đúng chưa? Và dấu phẩy thì ở đây. 15,625. 15,625. Và đơn vị thể tích sẽ là cm khối. Đúng chưa nào? Đó. Đáp số. Đáp số thứ nhất của chúng ta đấy là diện tích một mặt. Cô viết tắt là diện tích mặt thì bằng 6,25 cm vuông. Đáp số thứ hai chúng ta cần đáp số là diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần thì bằng 37,5 cm vuông. Và cuối cùng là thể tích V chính bằng 15,625 cm khối. Đơn vị thể tích và đơn vị diện tích các bạn phải phân biệt được. Được chưa? Đây là toàn bộ bài 1. Để làm được bài 1 một cách dễ dàng thì các con cần thuộc lý thuyết, đúng chưa? Học bài cũ thật kỹ, sau đó chúng ta làm bài luyện tập này nhé. Bây giờ ta cùng nhau chuyển sang bài số 2. Bài tập số 2, viết số đo thích hợp vào chỗ trống. Ở bài tập số 2 này người ta cho các con một bảng, đúng không? Gồm các hình hộp chữ nhật 1, 2, 3 với các kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao tương ứng. Và lần lượt người ta yêu cầu chúng ta đi tính diện tích mặt đáy, diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tính từng hình một. Đầu tiên là hình số 1. Hình số 1 cho chúng ta các kích thước như sau. Chiều dài là 11 cm, chiều rộng là 10 cm, chiều cao là 6 cm. Thế thì diện tích mặt đáy sẽ bằng gì nhỉ? Diện tích mặt đáy sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng, đúng không? Diện tích mặt đáy chính là bằng chiều dài nhân chiều rộng. 11 nhân 10 là bằng 110 cm vuông nhé. 110 cm vuông. Tiếp đến yêu cầu tính diện tích xung quanh. Để tính được diện tích xung quanh của một hình hộp chữ nhật thì các con phải tính gì nhỉ? Diện tích của bốn mặt bên, bốn mặt xung quanh của hình hộp chữ nhật chính bằng chu vi mặt đáy nhân với chiều cao. Chu vi mặt đáy thì ta sẽ lấy chiều dài cộng chiều rộng nhân 2, đúng không? Rồi ta nhân với chiều cao. Diện tích xung quanh cô sẽ tính gộp nhé. Đến ngày hôm nay chúng ta đã tính diện tích xung quanh rất nhiều lần rồi. Ta sẽ lấy chu vi mặt đáy này. Chu vi mặt đáy bằng chiều dài cộng chiều rộng nhân 2. Chu vi mặt đáy. Sau đó là chúng ta nhân với chiều cao. Chiều cao thì bằng 6 cm nhân với 6 cm. Đây là phép tính của cô. 11 cộng với 10. 1 cộng 1 được 1. Cô xin lỗi, 1 cộng 0 được 1. 1 cộng 1 được 2. 21 nhân với 2 này. 2 x 2 được 2. 2 x 1 được 2. 2 x 2 là 4. Đúng không? 42. Sau đó ta nhân tiếp với 6. 42 x 6. 6 x 2 12. Viết 2 nhớ 1. 6 x 4 24. Nhớ 1 là 25. 252. Đơn vị là cm vuông. Đúng chưa? 252 cm vuông diện tích xung quanh. Cuối cùng là thể tích. Thể tích của hình hộp chữ nhật thì các con sẽ lấy các kích thước nhân với nhau. Thể tích chúng ta ký hiệu là V bằng này.
chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. 11 nhân 10 là 110. Nhân với 6 này. 6 nhân 0 được 0. 6 nhân 1 là 6. 6 nhân 1 là 6. 660. Đơn vị thể tích tương ứng sẽ là cm khối. À, nào. 660 cm khối. Đấy. Bài tập tính diện tích xung quanh và thể tích của một hình hộp chữ nhật rất là quen thuộc. Các con chỉ cần gì nhỉ? Thuộc lòng công thức là các con tính toán cơ bản thôi, đúng không? Tiếp theo, hình hộp chữ nhật thứ hai. Người ta cũng cho các con các kích thước chiều dài 0,4m, chiều rộng 0,25m, chiều cao 0,9m. Các đơn vị đều thống nhất về đơn vị mét nên chúng ta cứ vậy tính toán thôi. Diện tích mặt đáy thì bằng gì nhỉ? Diện tích mặt đáy thì sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng, đúng không? 0,4 là chiều dài nhân 0,25 là chiều rộng. 0,4 nhân 0,25. Năm nhân bốn 20 có viết không? Nhớ hai. Năm nhân không là không, nhớ hai là hai. Hai nhân bốn là 8, viết 8. Hai nhân không được không? Không nhân bốn là không, không nhân không là không. Chúng ta không cần phải băn khoăn cái đấy nữa. Không này. Hai cộng 8 là 10, viết không, nhớ một. Không nhớ một được một. Dấu phẩy ở đâu nhỉ? Có ba chữ số ở phần thập phân tất cả nên dấu phẩy của chúng ta sẽ ở đây. Và đằng trước viết thêm số 0. 0,100 tức là 0,1. 0,1 đơn vị là mét vuông. Đây chính là diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật thứ hai, 0,1 mét vuông. Tiếp đến diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh thì cũng giống như là hình số 1 thôi. Cô sẽ tính bằng chu vi mặt đáy, cô nhân với chiều cao. Phải chưa? Chu vi mặt đáy ta sẽ lấy chiều dài cộng chiều rộng nhân với 2. 0,4 cộng 0,25 ta nhân với 2. Rồi sau đó ta nhân với chiều cao. Lấy chu vi mặt đáy nhân chiều cao mà. Đây là chu vi mặt đáy. Đây là nhân chiều cao nhé. Các con thực hiện phép tính này, ta sẽ ra được đáp án về diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật số 2. 0,4 cộng 0,25 chính là 0,65. Cô cộng nhẩm nhanh. Cô nhân với 2. 2 x 5 là 10, viết 0, nhớ 1. 2 x 6 12, nhớ 1 là 13, viết 3, nhớ 1. 2 x 0 là 0, nhớ 1 là 1. Dấu phẩy ở vị trí này. 1,30 chính là bằng 1,3. Được chưa? Ta nhân tiếp với 0,9. 1,3 x 0,9. 9 x 3 27, viết 7, nhớ 2. 9 x 1 là 9, nhớ 2 là 11. 0 x 3 là 0, 0 x 1 là 0. Ta không viết vào nữa. Và có hai chữ số ở phần thập phân tất cả nên dấu phẩy ở tại vị trí này. 1,17. Đúng chưa? 1,17. Đơn vị là mét vuông. Diện tích xung quanh bằng 1,17 mét vuông. Và cuối cùng ta sẽ đi tính thể tích của hình hộp chữ nhật này. Thể tích thì sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Thể tích V thì sẽ bằng chiều dài 0,4 nhân chiều rộng 0,25 nhân chiều cao là bằng 0,9, cô xin lỗi. Bằng 0,4 nhân 0,25 nhân 0,9. Và ta biết này, 0,4 nhân 0,25 ở bên trên cô đã tính ra nó bằng 0,1 rồi, đúng không? Vậy phép toán của chúng ta sẽ trở thành 0,1 nhân 0,9. Nhân một số với 0,1 thì ta sẽ lùi dấu phẩy về bên tay trái một chữ số tương ứng, đúng không? Đang là 0,9 thì bây giờ dấu phẩy sẽ ở trước số 0 thế này. Lùi dấu phẩy về bên tay trái mà. Đây là về bên trái, đúng chưa nào? Đấy, đằng trước không có gì, có viết số 0 vào. Nó bằng 0,09. 0,09. Và đơn vị tương ứng với đơn vị chiều dài là mét, thể tích tương ứng sẽ là mét khối. Đúng chưa nào? Mét khối. Ta điền đáp án vào đây.
Diện tích xung quanh là 1,17 mét vuông. Thể tích là 0,09 mét khối. Đấy, hình hộp chữ nhật thứ hai. Và cuối cùng đấy là hình hộp chữ nhật thứ ba với chiều dài, chiều rộng và chiều cao, có đơn vị lần lượt là decimet và các số đo ở dưới dạng phân số. Chúng ta sẽ tính toán dưới dạng phân số nhé, tính như số tự nhiên và số thập phân thôi, không có gì phải sợ cả. Chúng ta cứ tính nào. Đầu tiên ta đi tính diện tích mặt đáy. Diện tích mặt đáy thì sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng, đúng không nào? Nó chỉ khác những câu bên trên ở chỗ đây là các số của chúng ta là một phân số thôi. Chiều dài là 1/2 dm, chiều rộng là 1/3 dm, thì diện tích sẽ bằng 1/2 nhân 1/3. Hai phân số nhân với nhau, ta sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. 1 nhân 1 được 1, 2 nhân 3 được 6. Vậy tích của chúng sẽ là 1/6. Tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, đơn vị là decimet vuông tương ứng, đúng không? Diện tích mặt đáy. Tiếp theo yêu cầu chúng ta tính diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh thì sẽ bằng chu vi mặt đáy nhân với chiều cao. Chu vi mặt đáy thì cô nhắc nhiều rồi, chiều dài cộng chiều rộng nhân 2, đúng không? Diện tích xung quanh sẽ bằng này, chu vi mặt đáy chiều dài cộng chiều rộng, ta nhân với 2, rồi ta nhân với chiều cao. Chu vi mặt đáy nhân chiều cao bằng 1/2 cộng 1/3, ta làm trong ngoặc trước này. Ta thấy đây là cộng hai phân số khác mẫu, vậy chúng ta cần quy đồng. Mẫu số chung sẽ là 6. 1/2 cô quy đồng lên sẽ bằng 3/6. 1/3 cô quy đồng sẽ là 2/6, đúng không? 3/6 cộng 2/6, lấy tử cộng tử, mẫu giữ nguyên. 3 cộng 2 được 5, mẫu là 6 giữ nguyên, bằng 5/6. Rồi ta nhân với 2, rồi nhân với 2/3. 5/6 nhân 2 nhân 2/3. Nhân phân số thì ta nhân liên tục được, phải không nào? 5/6 nhân 2 chính là lấy tử 5 nhân với 2, nhân 2/3 là nhân tiếp với 2. Tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Được chưa nào? Đấy. Và cô rút gọn này. 2 với 6 này cô rút gọn được cho nhau. 2 và 6. 2 chia 2 được 1. 6 chia 2 còn 3. Vậy cô rút gọn 2 và 6 cho 2 nhé. Phép trên tử sẽ còn 5 nhân 1 nhân 2. 5 nhân 1 được 5. 5 nhân 2 là 10. Dưới mẫu sẽ còn 3 nhân 3, 3 nhân 3 được 9, được chưa? 10/9. Đơn vị là decimet vuông. Đó. Và cuối cùng là cô tính thể tích. Thể tích sẽ bằng các kích thước nhân với nhau, chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. 1/2 nhân 1/3 nhân 2/5, lấy tử nhân tử, 1 nhân 1 nhân 2, chia cho mẫu nhân mẫu, 2 nhân 3 nhân 5. 2 với 2 cô rút gọn này, đúng không? 1 nhân 1 được 1, 3 nhân 5 được 15, 1/15. Đơn vị là decimet khối, đúng không? Chú ý cho đúng đơn vị diện tích và đơn vị thể tích nhé. Cô điền đáp án vào đây. Diện tích mặt đáy là bằng 1/6 decimet vuông. Diện tích xung quanh là bằng 10/9 decimet vuông. Và thể tích chính bằng 1/15 decimet vuông nhé. Đó. Bài tập số 2, vậy là cô đã hoàn thành được cái bảng này bằng cách tính ra nháp cẩn thận, sau đó cô điền đáp án vào đây. Các con theo dõi quá trình cô tính hiểu không nào? Đấy, bây giờ ta làm sang bài cuối cùng, bài số 3, trang 123. Một khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước như hình bên. Người ta cắt đi một phần khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 4 cm. Tính thể tích phần gỗ còn lại.
Bài số 3. Nào, để tính thể tích phần gỗ còn lại, chúng ta sẽ lấy thể tích của khối gỗ ban đầu, đúng không? Khối gỗ hình hộp chữ nhật ban đầu. Ta trừ đi thể tích của khối hình lập phương mà ta cắt đi. Và ta nhìn này, hình hộp chữ nhật ban đầu có các kích thước như sau. Chiều dài là cạnh này, 9 cm. Chiều rộng là bằng 6 cm. Chiều cao là bằng 5 cm. Vậy có các kích thước ta sẽ tính được thể tích của khối gỗ hình hộp chữ nhật ban đầu. Đúng không? Tiếp đến hình lập phương. Cái hình lập phương bị cắt đi nó có cạnh là 4 cm. Vậy thể tích của hình lập phương này sẽ bằng 4 nhân 4 nhân 4, đúng không? Ta lấy cạnh của hình lập phương nhân cạnh của hình lập phương nhân cạnh của hình lập phương. Tính xong thể tích của khối gỗ ban đầu và thể tích của khối hình lập phương cắt đi, ta sẽ lấy khối gỗ ban đầu trừ khối lập phương cắt đi sẽ ra thể tích của phần gỗ còn lại nhé. Bài tập số 3, bài giải. Lời giải đầu tiên. Thể tích của khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật ban đầu là thể tích của khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật ban đầu là chín nhân sáu nhân năm, các kích thước nhân với nhau đúng không? 9 nhân với 6 rồi nhân với 5. 9 nhân 6 bằng 54. 54 nhân 5, cô thực hiện phép nhân này. 54 nhân 5. 5 nhân 4 20, viết 0 nhớ 2. 5 nhân 5 25, nhớ 2 là 27, viết 27. 270, đơn vị của cô chính là cm khối, đúng không? 270 cm khối. Tiếp đến cô tìm thể tích của khối gỗ hình lập phương. Thể tích của khối gỗ hình lập phương bị cắt đi là chính bằng độ dài của cạnh hình lập phương nhân độ dài cạnh này nhân độ dài cạnh nhân độ dài cạnh. 4 nhân 4 là bằng 16. 16 nhân với 4 sẽ bằng 64. Đơn vị là cm khối. Phép toán này rất là đơn giản nên là cô tính nhẩm luôn nhá. Và lời giải cuối cùng cô sẽ đi tìm thể tích phần gỗ còn lại là thể tích phần gỗ còn lại là chúng ta lấy gì nhỉ? Thể tích phần gỗ ban đầu 270 trừ thể tích phần gỗ cắt đi là trừ đi 64. Cô trừ nhầm này. 0 không trừ được 4, lấy 10 trừ 4 được 6, viết 6 nhớ 1. 6 nhớ 1 là 7. 7 trừ đi 7 là bằng 0. 2 không trừ đi cho cái gì thì vẫn là 2. Đáp án phép trừ này bằng 206. Đơn vị là cm khối. Được chưa? Đáp số. cm khối. Thể tích của phần gỗ còn lại. Bài tập số 3. Chúng ta sẽ giải quyết bài toán này bằng 3 lời giải. Được chưa nào? Đến đây cũng kết thúc bài học ngày hôm nay của cô. Hẹn gặp lại các con vào những bài giảng tiếp theo. Chào tất cả các con. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.